Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Chắc hẳn là rất là nhiều anh em sẽ thắc mắc là nếu như chơi cái trò chơi này, mới tải game về chơi thì khoảng bao lâu thì anh em sẽ đạt tới 100 triệu sức mạnh. 100 triệu sức mạnh trong cái game này thực sự rất là khó nha anh em. Kể mà nếu mà anh em vừa đánh nhau mà vừa nâng cái bầu lên được 100 triệu khá là khó. Vậy thì video ngày hôm nay anh em mình sẽ cùng đi review thử xem cái account 100 triệu sức mạnh thì nó sẽ có những cái gì, bao nhiêu lính, speed, red, tướng nó như thế nào nhá anh em. Ok, bây giờ anh em mình sẽ cùng đi vào video để xem nhá. Rồi thì bây giờ đây trên màn hình của anh em thì anh em thấy được là mình đang vào một cái account với 100 triệu sức mạnh VIP 17. Và trong kênh Dom nó chính là kênh Dom 1871 nhé anh em. Liên minh thì ở đây thì chỉ có một liên minh chính thôi, nó chính là 1871K. Rồi thông thường thì anh em mình sẽ đi check về cái số ngày đăng nhập. Ở đây là mình thấy là VIP 17 nè. Còn tới 1 triệu tư game nữa thì mới lên được cái mốc VIP cuối cùng, nó chính là cái mốc VIP 18, mốc VIP cuối cùng của game nhé anh em. Rất là khó để lên được cái mốc VIP cuối cùng. Ở đây số ngày đăng nhập là 1224 ngày, cũng tương tự gần như cái account của mình. Và để check thông tin cho nó một cách chính xác hơn thì anh em mình sẽ vào đây và xem thử cái con nữ xạ thủ này nhé. Con này sẽ là cái thông tin chính xác nhất để cho anh em check là cái thời gian mà người ta bắt đầu chơi cái trò chơi này thì là khi nào. Ở đây là mình thấy là ngày 25 tháng 11 năm 2018. Wow, rất là lâu rồi. Rồi và bây giờ thì anh em mình sẽ cùng đi check về tướng nhé, để xem thử cái account 100 mờ bao này thì sẽ có bao nhiêu con tướng cam mát. Rồi ở đây mình thấy có ạc này có khá là nhiều tướng cậy, thì có nghĩa là cái ạc này nó chuyên về cậy là chính nha anh em, chuyên về cậy. Vì ở đây mình thấy chất nhìn sơ sơ thì có rất là nhiều tướng cậy, chủ yếu là tướng cậy thôi. Ở đây thì mình sẽ có khoảng 4 con này, 6 con, 8 con, 10 con, 12, 13, 15, 17, 18. Rồi mình kiểm tra thì mình thấy có 18 con tướng cam mát nhé anh em. 18 con tướng cam trong vòng 3 năm chơi game. Rất là khủng khiếp, rất là nhiều nha anh em, rất là nhiều cam mát. Trong khi mình cũng 3 năm chơi game mình chỉ mát khoảng 9 con cam thôi anh em ạ, 9 con cam thôi. Nếu mà tính cả chọc nữa thì được 10 cam. Ở đây họ mát tới 18 con cam. Rồi nhìn sơ thì mình thấy là hầu như là mát hết những cặp cậy rồi anh em ạ, tướng cậy. Hầu như là gần mát hết tướng cậy rồi. Anh em mình sẽ đi xem về gear nhé. Sơ là thấy con hàng vũ là full ghi vàng nè, full bộ ghi vàng. Ở đây có cái mũ đặc biệt, nó chính là cái mũ của thành cát thư hán. Mũ này thì anh em phải đổi trong shop KVK trên phạt thì mới có nhé. Nhưng mà tuy nhiên là cái đổi cái mũ này để chơi thì nó khá là khó, bởi vì là thứ nhất anh em phải có xu, thứ hai là cái tỷ lệ đập cái mũ này bởi vì nó khá là hiếm, chính vậy là đập xác suất mà ra tài năng đặc biệt càng thấp nữa. Bởi vì nó khá hiếm cho nên anh em không có nhiều đồ để anh em có thể tinh luyện để có thể có tài năng đặc biệt. Nhưng nếu mà mình thấy nếu như thay vào cái mũ cậy của Saladin vậy thì có lẽ là cái set này có lẽ là nó gần như full talent rồi. Chỉ thiếu mỗi cái giày với cái áo đó thôi nha anh em. Và ở đây thì mình thấy là có 1, 2, 3, 4, 4 món là có biểu trưng nè, thuộc tính biểu trưng nè. Attila thì 1, 2, 3, 5 món cam. Cung thì cung tím. Salai cũng vậy. À, chuyên cậy cho nên là anh em sẽ thấy được gear chủ yếu là tập trung cho cậy. Tất cả là hình như là chỉ dồn cho một bộ gear chính thôi anh em ạ. Chỉ dồn cho một bộ gear chính, đó là con hạng vũ thôi. Vẫn có thể rally được nhá anh em. Nếu với bộ gear như vậy thì vẫn có khả năng rally tốt nhá. Gear full cam như thế này. Công cậy 26%, thủ cậy 15, máu cậy 45, công cậy rất là cao nhé anh em. Ở đây mình thấy có vừa có một cặp để rally nè, là hạng vũ với lại nét nè, cũng có một cặp thủ cậy nè, da Saladin hoặc là da di sung sinh cũng có nè, cũng có một cặp là rally như hồi trước meta trước thì sẽ là hạng vũ với lại Chandra nữa nè, cũng có. Nói chung là full cậy, gần như là full hết cậy rồi. Còn mỗi con tướng cậy này, cậy thống đốc. Rồi thì bây giờ anh em mình sẽ đi xem về kho nhé. Ở trong kho red nè, red thì cũng không còn nhiều đâu anh em ạ. Red thì cũng nhiều, không nhiều. Nói chung là đánh nhau với world các thứ là cũng cạn rồi. Speed thì mình thấy ở đây cũng không còn nhiều nữa, hết rồi.
Này chắc đánh đeo 7 xong là hết sạch service. À, 1871 chuẩn bị mở đeo 7 đó nha anh em. Khoảng là tuần sau rồi mới sẽ mở đeo 7. Gear cam ở đây mình thấy có 2, 6, 10, 14, 16 món gear cam. 16 món gear cam nhé anh em. Thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6 món là có tài năng đặc biệt nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6 món tài năng đặc biệt. Ở trong 6 món tài năng đặc biệt này mà ví dụ trong cái những cái trường hợp mà anh em đập nó không ra ta lên liền ấy, không may mắn ấy, thì nếu mà tinh luyện thì cũng là đầu tư rất là nhiều vào mới được 6 món tài năng đặc biệt như thế này nha anh em. Rồi còn lại thì chủ yếu là gear tím thôi anh em ạ. Ồ, một cái kiếm nè. Đầu vàng thì cũng hết rồi. Rồi anh em mình sẽ cùng đi xem về lính nhé. Lính thì ở đây là có 5 triệu lính. Nếu như anh em đạt tới cái mốc sức mạnh là 100 triệu thì cái số lượng lính của anh em nó cũng sẽ rơi tầm khoảng trên dưới 5 triệu lính nhé anh em. Ở đây chính vì là chuyên kỵ thế nên là lính kỵ nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. 3 triệu tư nè, 3 triệu tư gần 3 triệu năm lính kỵ. Còn bộ với cung thì khá là ít. Bộ cung dường như là không có luôn, chỉ đủ đúng một đạo thôi. Được một đạo cung, một đạo bộ. Còn đâu là chủ yếu là kỵ thôi, full kỵ. À, chuyên về kỵ, nền văn minh là nền văn minh Đức. Q-bon 1B7, 51 triệu lính T5, tiêu diệt 51 triệu lính T5. Wow, nguyên dàn tướng kỵ luôn. Tính ra là đánh kỵ meta bây giờ mình cảm thấy kể cả lúc trước vậy. Tính ra là đánh kỵ vẫn rất là sướng nha anh em. Sức mạnh tối đa lên tới 107 triệu. Trong đó số lượng lính chết đó là 15 triệu rồi anh em ạ. Chết rất là nhiều nha. Chết 15 triệu lính rồi rất là khủng khiếp đấy. Một người chơi bình thường nếu mà không nạp thì rất khó để có thể đạt tới 15 triệu lính chết như thế này. Nếu thực sự là lính nó chết khi mà đánh nhau bơm cờ, rally các thứ nha anh em. Thu thập tài nguyên 9 tỷ nhưng mà hỗ trợ tài nguyên lên tới 23 tỷ. Ôi, quá kinh dị. Rồi, anh em mình sẽ đi check về cái skin nhà huyền thoại. Để xem có bao nhiêu cái skin nhà huyền thoại nè. Ở đây thì có một cái nhà kỵ, công kỵ 15%. Nhà này nó rất thích hợp cho việc là những ai mà chơi rally các thứ. Thì công kỵ cao đồng nghĩa là sát thương sẽ gây ra rất là lớn nha anh em. Nhà huyền thoại này là cái đợt thiên đỉnh vừa rồi. Công kỵ 15% nè. Ở đây cũng có một cái nhà kỵ anh em chơi KVK4 trở đi, KVK trên phạt thì anh em cũng có thể tích xu và đổi được cái nhà kỵ này. Nơi ở của Thánh Thần cũng là thủ kỵ 15%. Cái nhà này thì nó chuyên về đánh on field hơn. Anh em đánh on field thì anh em lấy cái nhà này là đúng rồi, đúng bài rồi. Rồi có hai nhà huyền thoại, một cái nhà là chuyên về kỵ, thủ kỵ đánh on field, và một cái nhà là chuyên về rally, công kỵ 15%. Sẵn đang trong map KVK thì anh em mình sẽ cùng đi check về cái pha lê nhé. Tách công nghệ pha lê. Ở đây đi, xem cái này cho nó rõ nè. Ôi, tham gia xây dựng tòa nhà liên minh. Giờ này vẫn chưa hoàn thành, chuẩn bị mở đeo 7 rồi nhưng mà vẫn chưa hoàn thành được cái mục này. Khá là lừa chơi game nhỉ. Mở đeo 4 là đã giết được 10 triệu rồi. 10 triệu lính. Để mình xem cái mức tiêu thụ pha lê. Ôi ôi, chuẩn bị mở đèo 7 đã tiêu tới gần 70 triệu pha lê. Chứng tỏ là nạp cũng nạp kha khá đấy anh em ạ. Cũng nạp kha khá mới được 70 triệu pha lê ấy. Nếu như mà anh em chỉ mua một gói pha lê mùa cộng thêm một cái gói bán pha lê ở trong cái nhà sản xuất pha lê thì bây giờ khi mà gần mở đèo 7 thì cái số lượng pha lê anh em tiêu nó chỉ hơn 30 triệu pha lê một chút thôi. Ở đây là gấp đôi, chứng tỏ là anh em phải mua những cái gói ấy, bán xuyên sơn phấn các thứ thì anh em mới có thể đạt được tới 70 triệu pha lê. Phải mua rương vàng nữa anh em ạ, mới có thể đạt được cái này nhá. Chuẩn bị mở đeo 7 thứ năm tuần sau, có nghĩa là còn 10 ngày nữa mới mở đeo 7 nhá anh em. Anh em mình sẽ đi cùng xem tách pha lê luôn nhá. Tiện đi review vàng thì xem tách luôn. Rồi đây nhá. Ở đây mình thấy hầu như là mát gần mát tách hết rồi. Tách kỵ là 9 nè, 9 trên 10. Một cái tách đầu là 10 trên 10, một cái tách thứ hai là 9 trên 10. Ồ, phải nâng cái này lên cấp độ 10 à. Chà. Mở 6 đạo.
Cái này là phải nạp mới trước đèo 7 anh em mới mở 6 đạo rồi nhé, còn không nạp mình nghĩ là không nổi 6 đạo đâu. Không không nổi 6 đạo trước trước khi mở đèo 7 đâu. Ở đây được 6 đạo rồi nè. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ cùng đi xem về đội quân nhé, xem đội quân xem lính đánh như thế nào. Chủ quạt sẽ đánh on field với những cái đạo như thế nào đây. Rồi ở đây mình thấy có cái hàng chờ 6 đạo. Hạng Vũ, William, Salanet, Mina, Melmet. Nhưng mà thấy cái 6 đạo này có vẻ không ổn lắm đúng không anh em? Có thể ở cái đạo hạng Vũ, William thì có thể thay là hạng Vũ với lại Net, Sala, Willy thì sẽ là được một đạo nè. Rồi mình sẽ thử nhé. Ở đây sẽ thay lại mít thử hạng Vũ với Net nè. Sala, William, Attila. Attila thì cũng sắp thông thường rồi nha. Attila, Take nè. Đấy, thử sắp 6 đạo đánh on field xem thử nó như nào. Rồi, một đạo tiếp theo thì mình nghĩ là Chan, Raya, Wiga nhỉ anh em. Rồi, và một đạo kỵ thứ 5. Ôi, mỗi 4 đạo ta. Đạo kỵ thứ 5 thì sẽ là mình sẽ chọn Khan Mina. Rồi, và còn ở cái đạo thứ 6 thì mình nghĩ là mình sẽ chọn bởi vì mid nhiều đạo kỵ như vậy thực sự là nó ao chỉnh quá anh em ạ. Cho nên là mình sẽ mid thử đó nha anh em. Chayan với AE đi, boost với debuff đi. Thì ở cái đạo này nếu mà gặp như mình đánh ấy, mình sẽ không mid ba loại quân nhé anh em. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mà mid ba loại quân nó có bộ với cung trong đấy thì cái đạo này nó đi khá là chậm, nó sẽ không đồng hành nhanh cùng với năm cái đạo kỵ còn lại. Chính vậy là mình sẽ để full kỵ mình đi nếu mà như là trường hợp mà mình đánh. Còn nếu một số anh em nếu thích thì có thể mid thì nó sẽ tác dụng nhiều tốt hơn nhé. Đó, anh em mid chop như thế này nó sẽ tác dụng mạnh hơn đối với Chayan và kể cả là AE. Nhưng mình nghĩ là chơi như vậy đi, full kỵ. Rồi, full kỵ. Mà theo mình nghĩ là nếu mà mình chơi thì mình sẽ mid như vậy. Bởi vì cũng không thuộc khoảng cấp, bởi vì cũng không rành lắm cho nên là anh em có thể tham khảo những cái đạo như thế này. Hoặc là anh em có cái cách mid tướng tốt hơn thì anh em cũng comment ở dưới video nhé. Một đạo thứ nhất nó là hạng Vũ Net, đạo thứ hai là Sala Willy. Hai đạo này thì đúng là chắc chuẩn rồi. Attila Take thì cũng vậy. Chandra và Yawiga, đạo này cũng đánh on field mình nghĩ cũng khá là tốt nhé. Chandra cũng khá là khỏe. Khan với Mina, đạo này thì nó khá mỏng một chút, đam sát thương cao nhưng mà khá mỏng. Nhưng mà không sao, nếu mà chơi kỵ thì anh em cần sát thương cao mà. Với lại mà đã đánh 6 đạo như này chấp nhận là bị đấm hơi bị nhiều rồi. Một đạo tiếp theo nó chính là Chayan và AE. Rồi như vậy là anh em đã có 6 đạo full kỵ. Wow, quá khét luôn. Thử nha, mình sẽ đi thử Phan con man xem 6 đạo full kỵ như thế nào. Quá dữ luôn. 5 đạo kỵ thì mẹ đam phải nói là to thôi rồi. Anh em thấy nó sốc đam nhanh chưa? 5 đạo kỵ mà gần mát tết thì phải nói. Ok, như vậy là trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã review cho anh em về cái AK 100M này với cái cách mít tướng 6 đạo là như vậy theo cái quan điểm của mình. Còn nếu như anh em có cái cách mít tướng nào tốt hơn anh on field thì anh em vui lòng comment ở dưới video nhé. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video. Nếu như anh em thấy hay, nhấn cho mình xin một like, ủng hộ cho mình một đăng ký kênh. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé. Bye bye, xin chào anh em.